Hello. Nói tiếng Anh thế này là đủ chuẩn chưa? Chào các bạn, trong 3 bài trước chúng ta đã học được cách phát âm của tất cả các loại âm cấu thành nên từ. Trong bài này chúng ta sẽ chuyển sang một phần nâng cao hơn, đó là trọng âm. À mà quên, còn một loại âm nữa cần chú ý khi phát âm đó là phụ âm kép, hay còn gọi là clusters. Trong tiếng Việt không có khái niệm phụ âm kép bởi mỗi phụ âm đều đi kèm với một nguyên âm. Tao, mày, tôi, tớ, anh, chị, em, ấm chén, đủ các kiểu thể loại. Trong tiếng Anh thì clusters lại rất phổ biến và chúng được phát âm rất nhanh đến nỗi bạn hầu như không nghe thấy nguyên âm chen vào giữa. Ví dụ như từ chơi trong tiếng Việt sẽ thường đọc là play, nhưng thực ra phải đọc là play. Để dễ hình dung hơn thì bạn cứ tưởng tượng chữ play được phát âm như là play trong tiếng Việt. Tuy nhiên bạn hãy nhấn mạnh vào chữ lay, từ đó bạn sẽ thấy chữ p được phát âm rất nhẹ và dính chặt vào l. Đây cũng chính là lý do vì sao mình nói về clusters ngay trước phần trọng âm, hay học tiếng Anh bằng cách phân tích sự khác biệt của nó với tiếng Việt. Mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng rất là nhiều. Nói chung clusters với hai phụ âm khá là đơn giản, phổ biến và dễ học. Khó nhất là clusters với ba phụ âm, ví dụ như là strong, scribble, extra, scratch. Bí quyết để phát âm tốt cluster với ba phụ âm thì nó cũng giống như là với cluster có hai phụ âm, nghĩa là bạn hãy tưởng tượng như là mỗi phụ âm đều đi kèm chữ ờ. Ví dụ từ strong sẽ được bổ ra thành strong. Nghe rất là ngu nhưng đây chính là cách mà mình luyện tập. Điểm khác đó là mình bắt đầu đẩy dần tốc độ và nhấn vào chữ on. Strong. Thấy không? Vậy là các bạn đã làm chủ được clusters, một điểm yếu của rất là nhiều người Việt khi học phát âm tiếng Anh, cũng bắt nguồn từ những điểm khác nhau giữa hai ngôn ngữ này. Ok, bây giờ chuyển sang phần trọng âm nhé. Trọng âm có lẽ là một trong những thứ quan trọng bậc nhất trong phát âm. Vì trong tiếng Việt không có từ nào có từ hai âm tiết trở lên, thế nên trong tiếng Việt không có khái niệm trọng âm trong từ. Trong tiếng Anh thì mọi chuyện hoàn toàn khác khi có rất là nhiều từ có từ 2, 3 cho đến nhiều âm tiết. Chính vì vậy mỗi từ đều có một trọng âm nhất định và nếu nói sai trọng âm đó thì bạn có thể khiến người bản xứ không hiểu mình đang nói gì. Trọng âm ở âm tiết đầu: popular, beautiful, television, sociable, Facebook. Trọng âm ở âm tiết thứ hai: amazing, below, articulate, destroy. Trọng âm ở âm tiết thứ ba trở lên: clarinet, continental, corporation, disability, responsibility. Đa số từ ngữ trong tiếng Anh không có nguyên tắc về trọng âm, vậy nên bạn chỉ có cách học vẹt, học bằng từ điển hoặc là học bằng đôi tai của chính mình. Tuy nhiên một số loại từ, đặc biệt là danh từ, có công thức để giúp các bạn tiết kiệm thời gian hơn một chút. Ví dụ như là kết thúc bằng ation, luôn nhấn vào A. Conversation, dictation, articulation, realization. Kết thúc bằng ility, nhấn vào E. Ability, humility, sustainability. Danh từ kép, compound nouns, nhấn vào từ đầu tiên, table tennis, wheelchair, YouTube, iPhone. Từ đồng âm khác trọng âm là những từ viết giống hệt nhau nhưng khi là động từ, danh từ, tính từ thì có một trọng âm ở vị trí khác nhau. Perfect. Contest, contest. Permit. Record. Address. Sau khi thành thạo phần trọng âm, các bạn sẽ nhận ra một điều rất thú vị, đó là những âm còn lại sẽ được phát âm một cách lướt qua và nguyên âm trong những âm đó sẽ bị bẻ cong đi. Đây được gọi là hiện tượng nuốt âm. Đa số các nguyên âm đó sẽ được nghe như là một điều rất là phổ biến khi bạn nói tiếng Anh trôi chảy ở tốc độ cao. Convert, complete, gone,
decide. I've decided that I'm going to convert myself into someone who can compete with you. Ok, vậy là quá đủ để các bạn buồn ngủ với bài giảng dài dòng và khô khan này. Hôm nay mình xin phép được bỏ qua phần demo vì đa số các bạn nói là nó chả có ích gì cả. Đùa chứ trong các bài tới thì mình sẽ đi sâu hơn vào các tình huống giao tiếp cơ bản và hứa hẹn sẽ thú vị hơn nhiều. Bạn nào muốn nói tiếng Anh hiệu quả và trôi chảy như mình ý, thì nhớ ấn vào cái nút đỏ ở bên dưới này. Ấn một lần thôi nhé.